Kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch thân chào và gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến quý vị cùng gia đình. Hôm nay kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch sẽ chia sẻ đến quý vị về tiểu bang Louisiana, tọa lạc ở miền Nam của Hoa Kỳ, là tiểu bang rộng lớn thứ 31 và đông dân thứ 25 trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Phía đông tiếp giáp với tiểu bang Mississippi và về phía tây là tiểu bang Texas. Phía bắc tiếp giáp với tiểu bang Arkansas và phía nam là vịnh Mexico. Thành phố lớn nhất là New Orleans. Tọa lạc ở khoảng giữa của sông Mississippi và hồ Pontchartrain. Cách nơi cửa sông đổ ra vịnh Mexico khoảng 100 dặm. Là một trong những thành phố cổ nhất ở Hoa Kỳ. Đây là trung tâm công nghiệp phân phối và là cảng biển lớn của Hoa Kỳ. Thành phố này nổi tiếng với những di sản văn hóa đa sắc tộc, không khí lễ hội với âm nhạc, là nơi sản sinh nhạc jazz, âm nhạc và nghệ thuật. Ẩm thực địa phương. Và cũng là nơi du lịch nổi tiếng khắp thế giới do kiến trúc của thành phố. Đặc biệt nhất là lễ hội Mardi Gras được tổ chức trên toàn tiểu bang, bao gồm cả thành phố New Orleans, bắt đầu khoảng 2 tuần trước và ngày thứ 3, một ngày trước thứ tư lễ cho của đạo Công giáo. Thường có một cuộc diễu hành lớn mỗi ngày. Nếu thời tiết tốt, đôi khi có nhiều cuộc diễu hành lớn trong ngày. Các cuộc diễu hành lớn nhất và công phu nhất diễn ra trong 5 ngày cuối cùng của mùa Mardi Gras. Trong tuần cuối cùng, nhiều sự kiện diễn ra khắp thành phố New Orleans và các cộng đồng chung quanh, bao gồm các cuộc diễu hành và vũ hội. Một trong số đó là vũ hội hóa trang. Các cuộc diễu hành ở thành phố New Orleans được tổ chức bởi các câu lạc bộ xã hội tư nhân và người nổi tiếng. Hầu hết đều tuân theo cùng một lịch trình và một lộ trình mỗi năm. Vật ném vào đám đông bên đường phổ biến nhất là chuỗi hạt nhựa đầy màu sắc vòng tròn, cốc ném bằng nhựa được trang trí, bánh nướng mặt trăng và đồ chơi nhỏ rẻ tiền. Thành phố New Orleans đã bị cơn bão Katrina tàn phá. Khắp thành phố lụt lội, người dân phải sơ tán và làm nhiều người thiệt mạng. Vào những năm sau đó, dân số tăng chậm. New Orleans cũng có một khu Việt Nam ở phía đông của thành phố, gọi là Versailles, người Việt gọi là Versailles, nhưng có nhiều người gốc Việt ở khắp New Orleans. Baton Rouge là thủ phủ và là thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Louisiana. Thành phố tọa lạc ven bờ đông của sông Mississippi. Thành phố Baton Rouge cũng là trung tâm và chỉ đứng sau thành phố New Orleans về dân số. Dân số của thành phố Baton Rouge năm 2021 là 746.000 người. Kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch mong nhận được sự thông cảm từ quý vị. Tại vì khi mà đọc tên của thành phố Baton Rouge thì không biết là đọc có đúng hay không. Và chỉ có những người dân địa phương thì người ta mới đọc đúng cái tên thành phố của họ. Louisiana có khí hậu cận nhiệt đới ẩm với mùa hè dài nóng ẩm, mưa thường xuyên quanh năm. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, có một chút mưa ở tháng 10. Vào mùa hè, dông bão hình thành trong thời gian nắng nóng trong ngày và mang theo những cơn mưa như chút nước nhưng ngắn ngủi. Vào mùa đông, lượng mưa nhiều hơn và không lớn như mùa hè. Mùa hè ở miền nam của tiểu bang có nhiệt độ cao. Từ tháng 6 đến tháng 9, cao trung bình là 90 độ F, khoảng 32 độ C trở lên.
và nhiệt độ thấp qua đêm trung bình là 70 độ F, khoảng 21 độ C. Đôi khi xảy ra nắng nóng khoảng 120 độ F, khoảng 49 độ C. Mùa đông ấm áp, phía nam của tiểu bang nhiệt độ trung bình cao là 66 độ F, khoảng 19 độ C. Và nhiệt độ thấp trong ngày là 46 độ F, khoảng 8 độ C. Về phía bắc của tiểu bang, nhiệt độ cao trung bình là 59 độ F, khoảng 15 độ C. Và thấp là 37 độ F, khoảng 3 độ C. Và trong khu vực của thành phố New Orleans, vị trí địa lý của khu vực với nhiều vịnh, đầm lầy, và kênh rạch hồ có thể dẫn đến thiệt hại về nước do các cơn bão lớn. Louisiana có trung bình 27 cơn lốc xoáy hàng năm. Lốc xoáy phổ biến hơn từ tháng 1 đến tháng 3 ở phía nam của tiểu bang và từ tháng 2 đến tháng 3 ở phía bắc của tiểu bang. Tổng thống Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, đã quyết định mua lại thuộc địa Louisiana của Pháp. Vào năm 1803, Napoleon Bonaparte đã đồng ý bán lãnh thổ của Louisiana cho Hoa Kỳ với giá là 15 triệu đô la. Tiểu bang Louisiana là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ có phân khu hành chính là giáo xứ Parish chứ không phải là quận hạt County như những tiểu bang khác. Tiểu bang Louisiana được chia thành 64 giáo xứ. Dân số của tiểu bang Louisiana vào năm 2021 là 4.684.333 người. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 200.000 đô la trở lên. Tùy theo khu vực, thành phố và zip code, giá nhà sẽ thay đổi, mắc hơn hoặc rẻ hơn. 30% dân số của tiểu bang có bằng đại học. Tiếp theo là những bình chọn đánh giá xếp hạng tiểu bang Louisiana. Theo 50 tiểu bang của Hoa Kỳ xếp hạng từ 1 đến 50. Hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe xếp hạng 45 trên 50. Về học vấn xếp thứ 48 trên 50. Nền kinh tế xếp thứ 49 trên 50. Về cơ hội xếp thứ 50. Về tội phạm, tiểu bang Louisiana được cho là có tỷ lệ tội phạm cao nhất ở Hoa Kỳ, tính trên những vụ án xảy ra trên 100.000 cư dân. Tiểu bang Louisiana có trung bình 557 vụ án trên 100.000 cư dân, cao hơn mức trung bình của Hoa Kỳ là 394 vụ án trên 100.000 cư dân và được xếp thứ 50. Về môi trường tự nhiên được xếp thứ 50. Năm ngành công nghiệp lớn nhất ở tiểu bang Louisiana. Thứ nhất là dầu mỏ. Louisiana có số lượng nhà máy lọc dầu trên đầu người cao nhất Hoa Kỳ và là nhà sản xuất xăng dầu lớn thứ ba. Trên thực tế, tiểu bang này chiếm 1/5 công suất lọc dầu của cả Hoa Kỳ, chế biến hơn 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, khoảng 126 triệu gallon. Sản lượng từ công nghiệp dầu và than kết hợp tạo ra gần 16 tỷ đô la và chiếm khoảng 7.5% tổng sản lượng kinh tế của tiểu bang vào năm 2016. Ngoài việc chế biến một phần lớn dầu thô ở Hoa Kỳ, Louisiana còn có cảng dầu ngoài khơi, gọi là Louisiana Offshore Oil Port, là cảng duy nhất ở Hoa Kỳ và là điểm nhập phần lớn dầu nước ngoài đến Hoa Kỳ. Cảng dầu cũng là nơi cung cấp dịch vụ hạ tải và lưu trữ tạm thời cho tàu chở dầu thô. Hầu hết các tàu chở dầu nhập hàng tại đây đều quá lớn so với các cảng nội địa của Hoa Kỳ. Ngành công nghiệp thứ hai là khí đốt khí tự nhiên. Tiểu bang này cũng sản xuất 1/4 khí đốt ở Hoa Kỳ. Khoảng 180.000 km đường ống dẫn khí đốt xuyên qua tiểu bang cho phép tài nguyên quý báu này được gửi đi khắp nơi ở Hoa Kỳ. Dầu khí cũng là một trong những công việc được trả lương cao nhất. Công nhân trong các ngành này có mức lương trung bình từ 69.000 đô la một năm. Tùy theo vị trí chức vụ chuyên môn, mức lương có thể cao hơn nhiều. Thứ ba là ngành y tế chăm sóc sức khỏe. Kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2021, mức lương trung bình hàng năm cho nhân viên y tế cộng đồng khoảng 55.734 đô la một năm.
Mức lương trung bình của bác sĩ bắt đầu từ 104.000 đô la một năm và cao hơn phụ thuộc vào chuyên môn cũng như khu vực. Thứ tư là ngành nông nghiệp. Nông nghiệp là một phần chính của nền kinh tế của tiểu bang. Louisiana là nhà sản xuất lớn thứ hai ở Hoa Kỳ. 60% doanh thu nông nghiệp đến từ cây trồng. Các sản phẩm bao gồm gạo, mía, khoai lang, đậu nành, bông, ngô và cà chua. Trăm còn lại đến từ chăn nuôi, chủ yếu là gia súc và bê. Thứ năm là ngành thủy sản. Đây là ngành công nghiệp mang đến nhiều việc làm. Đặc sản nổi tiếng của tiểu bang Louisiana, ai đến thăm cũng phải thưởng thức, đó là crawfish, bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 7 hàng năm. Vị trí địa lý của tiểu bang nằm ven vịnh Mexico, do đó đánh bắt cá trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu của tiểu bang, tôm càng. Với sản lượng tôm lớn nhất Hoa Kỳ, cá da trơn như là catfish và hào cũng là những mặt hàng chính đóng góp vào doanh thu hàng năm. 25% lượng hải sản được tiêu thụ ở Hoa Kỳ đến từ tiểu bang Louisiana. Và chia sẻ tiếp theo sẽ là mức lương tối thiểu của tiểu bang, với mức lương là 7.25 đô la một giờ và mức lương trung bình làm thêm giờ là overtime là 10 đồng 88 xu. Về học vấn, tiểu bang Louisiana có 3.995 trường công lập và tư thục từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Có 1.303 trường công lập trong 70 khu học chánh. Các trường công do các khu học chánh điều hành. Có nhiều người sẽ muốn biết về khu học chánh nào tốt nhất. Điều đó phụ thuộc vào thành phố và khu học chánh mà quý vị đến cư ngụ. Nhưng trường học tốt thường tập trung ở những thành phố lớn như là New Orleans hay là Baton Rouge. Có 36 trường đại học hệ 4 năm là University và 127 trường cao đẳng cộng đồng. Đây là danh sách trường đại học tốt nhất của tiểu bang Louisiana. Đó là những chia sẻ của kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch. Thân chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.